Hôm nay em qua giới thiệu với anh chị mẫu xe mà đi lướt mới 19.000 cây mà tiết kiệm được hơn 250 triệu mà so với xe mới nha quý chị nhé. Xe cực đẹp luôn, xe vừa mới về đây quý chị. Chưa dọn nè quý chị xem nè, còn giờ hay nè. Về xe đẹp quá em lên đây luôn, sẵn lát nữa có mấy anh em ghé xem. Làm để tạm đây luôn quý anh chị. Để tạm đây quý anh khách xem, khách xem xong rồi em qua em dọn rửa sau quý chị ha. Ở đây hơi chật tí để em lùi xe xuống tí em quay cho quý chị xem. Đẹp lắm quý chị. Đời 2022 mẫu mới nha, mẫu mới nhất hiện tại nha. 2024 thì cũng đã có thông tin là có mẫu nhưng mà chỉ thấy ở nước ngoài thôi, Việt Nam chưa thấy nha quý chị nha. Về lại một tí rộng rãi quay cho thoải mái quý chị. Cam 360 sắc nét luôn nè quý chị ạ. Lên tí. Ok. Con này là bản premium nha quý chị. Bản premium sản xuất 2022 đây nè. Không có đăng kiểm nhưng có ở đây em có cái ở đây có cái tem em quay cho quý chị xem. Xe rất đẹp luôn nha quý chị nhé, đi rất ít luôn. Đây, sản xuất năm 2022 nha quý chị. Ở 2022 được khuyến mãi này kia lăn bánh luôn là 950. Nhưng mà hiện tại bây giờ nha, hiện tại bây giờ quý chị mà ra ngoài hãng, ra ngoài hãng quý chị mà giá niêm yết hiện tại bây giờ ra hãng quý chị là sẽ là 950 nha, 950. Nhưng mà chưa lăn bánh luôn vô tầm đâu 1 tỷ không trăm mấy chục đó quý chị. Thì không cho mấy chục thì quý chị mua con này tiết kiệm được khoảng 250 triệu so với xe mới nha quý chị nhé. Mà còn được ví dụ như quý chị mua về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng phải đỡ có tốn 20 triệu tiền biển nè, vì tiền biển xe cũ giờ không còn áp dụng vô trong xe nữa ha quý chị ha. Mà xe không khác gì xe mới cả, option này kia đầy đủ theo xe rồi, cũng được chủ lên thêm cam hành trình nè, màn hình Android nè quý chị. Đây nha, chủ lên thêm màn hình Android nè. Camera hành trình thì cái này em qua sẽ tặng cho chị quý chị luôn, tặng mấy trăm ngàn thôi quý chị ạ, không bao nhiêu cả nhá. Rồi xe thì vì nói chung là chưa dọn cho nên khá là bụi bẩn dơ một tí quý chị ạ. Đây đồ của chủ còn nguyên quý chị, đây nhá, đồ của chủ còn nguyên hết đây nè, đi xem nè. Ba đồ vật dụng cá nhân, khẩu trang này kia tại vừa em về luôn quý chị, chưa qua dọn rửa luôn mà. Em đang bị đau họng quý chị, nhiều khi lâu có tiếng hằng ở trong video quý chị thông cảm giúp em nha. Ở mẫu này thì Mitsubishi Outlander khá là đầy đủ option nha quý chị. Ở bản 2.0 Premium này được trang bị như hệ thống mà. Con này như trước giờ em chưa quay, hôm nay em xin phép em quay kỹ một xíu ha. Hệ thống đèn chiếu sáng của Mitsubishi Outlander là full LED luôn nha quý chị nha. Full LED luôn nè, đèn LED định vị ban ngày nè, hai cầu LED cốt pha nè quý chị. Có xi nhan là đèn halogen nè. Rồi cảm biến trước là 4 con nha quý anh chị nhé. Cảm biến trước 4 con, có mắt cam 360 phía trước này. Con này thì không có radar, em thấy là không có radar rồi nè. Không có radar, sử dụng phanh khẩn cấp nhưng mà có cam cảnh báo lật làn nha quý anh chị. Đây nè. Đó, có cam cảnh báo lật làn nha quý anh chị nhé. Ở bên hông xe thì được gương trang bị có cam 360 nè. Tay nắm cửa thông minh có nút bấm nè. Nút chạm đây đây, có nút chạm này. Rồi bể bước. Bể bước này không biết là anh chủ lên sẵn chắc lên hoặc là tặng thôi, một là tặng hai là lên đúng không chị. Anh chủ anh cũng dán mấy cái này luôn để cho nó khỏi chạy xước nè, khi để chân va chạm chân rồi nè. Nâng hạ gương bốn gương là auto hết nha quý chị nhé, nâng hạ gương bốn gương auto nè. Đập mở gương này kia thôi bỏ đi. Ở đây có cảnh báo tiền va chạm nè quý chị đó, ở đây cảnh báo là làn nè, em có nói đây cảnh báo là làn nha. Bật tắt cảm biến nè, cam 360, bật cam 360 ở đây. Ghế tài chính điện nha quý chị, ghế tài chính điện 10 hướng. À quý vị, ghế tài chính điện 8 hướng quý chị. Ghế phụ chính điện luôn nha quý chị nhé. Ở trong cái này là Mecca nha quý chị, Mecca. Nhìn khá nhựa nhưng mà cũng rất là đẹp quý chị, cũng thêm một phần trang trí cũng ok. Đây anh chủ anh lên thêm một cái màn hình Android rồi này. Ở bản premium này sẽ có cửa sổ trời nha quý chị ha. Còn ở bản CVT 2.0 thì sẽ không có quý chị. Nè, có phanh tay điện tử nè. Con này hình như thiếu sạc không dây. Có làm mát ghế, sấy ghế luôn quý chị ơi. Đây nè.
Mitsu thường xe Mitsu rất ít công nghệ nha quý chị, nhưng mà dòng này cũng khá là nhiều nha. Thấy thấy lần này hồi trước 2019 đó quý chị nếu mà sở hữu con Outlander đời 2019 á, mẫu cũ á, thì thực sự là rất là nghèo option luôn nha quý chị nhá, rất là nghèo option luôn. Thực sự luôn á nha, 2019. Nhưng mà khi mà lên 2020 này thì thấy em thấy như con này công nghệ rất là đầy đủ rồi, khá là đủ đủ dùng nha quý chị nhá, đủ dùng rồi. Không cần phải nhiều như xe Hàn, mà thí dụ như Adaptive Control những cái thực sự như cái đó em đi em chẳng xài tới đâu quý vị. Em đi rất là nhiều con rồi mà những cái đó thực sự có thì nó thêm là option nó nhiều này kia thôi, chứ thực sự có rồi mình chẳng xài. Này là nút gì đây ta? Quý chị nào biết nút này nút gì comment ở dưới cho em biết nhé. Cái nút này nhìn lạ quá, giống như nút giống nhìn rất giống thể nhớ nhưng mà không biết là nút gì đây. Rồi, tiếp tục vào sâu vào con xe ha quý chị ha. Con này đây được 19.000 km rồi. Con này em quay đang chào giá bán là 795 triệu nha quý chị nhé. Còn thương lượng chút đỉnh cho quý chị nào thêm mua tiền mặt nè, mua nhanh bán lẹ em sẽ thương lượng mạnh tay một tí. Anh chị mà cứ dò giá tới lô thì em chỉ bớt đâu đó 5 triệu cho quý chị thôi ha. À, có nút bật tắt cảm biến đây nè quý chị ạ. À. Bật tắt cảm biến ở kia rồi, cái này là bật tắt cảnh báo điểm mù nha quý chị. Lúc này nút điểm mù. Ủa không phải cảm biến. Phải. À đúng rồi, bật bật tắt cảm biến điểm mù quý chị ạ. À, tiếp tục ra sau xe ha quý chị nhé. Ở phía sau xe thì xe được trang bị như là đèn, hệ thống đèn thì cũng là đèn LED luôn quý chị ạ. Cảm biến thì cũng có 4 con. Rồi cúp điện, cúp điện nhá. Cúp điện nè, camera da nè quý chị. Đây. Cúp đó, quý chị bấm á, quý chị không bước ra thì nó sẽ không mở nha. Quý chị đây, em mở cho. Rồi. Đang lắp cửa quý chị. Đây quý vị, nãy bấm lộn nút quý vị, dưới nó có hai nút. Ở dưới đây có hai nút nha. Hàng ghế thứ ba của Outlander thì ngồi cũng không được rộng rãi cho lắm, khá là chật. Ở dòng 5 cộng 2 này nếu mà ngồi mà kêu là không rộng nhất thì khả năng là Outlander là không rộng nhất nha quý chị nha. Không rộng nhất chứ không phải rộng nhất nha. Là chật nhất á. Là ở dòng dòng 5 cộng 2 đó quý chị, 5 cộng 2 thường là em thấy nhưng mà ngồi con cái dòng thấp hơn á, dòng thấp hơn của Mitsubishi này nè, là cái dòng Xpander đó quý chị. Nhưng mà ngồi Xpander khả năng rộng hơn một tí nha, em đã ngồi thử rồi thì em thấy như trên dòng Xpander thì nó sẽ ngồi thoải mái hơn ở hàng ghế thứ ba, ngồi thoải mái hơn, thật sự là thoải mái hơn, không bị co chân nhiều hơn là ở Outlander. Outlander tuy là phân khúc cao hơn phần Xpander đó nhưng mà ngồi Outlander hàng ghế thứ ba không thoải mái bằng. Nhưng mà thật ra thì hàng ghế thứ ba chỉ dành cho em bé thôi, quý chị nào đi mua xe mà người lớn lên thử hàng ghế thứ ba thì em thấy rất là kỳ, tại vì thật sự á so với mình người lớn cao 1m7 hoặc 1m8 đổ lên đó quý chị, ngồi hàng ghế thứ ba thì thật sự hàng ghế thứ ba không phải để dành cho người lớn nha. Thiết kế hàng ghế thứ ba tất cả các xe luôn để dành để cho trẻ em thôi. Tại sao ở hàng ghế thứ ba có một cái gọi là dây an toàn dành cho trẻ em, hoặc là nút cái móc khóa dành cho trẻ em ha. Thiết kế đúng rồi, đây như Everest đây cũng vậy quý anh chị. Tại sao họ hàng ghế thứ ba họ lại để như đây nè, những cái điểm đây nè, đó là dành cho trẻ em đó. Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba là thường là chỉ dành cho trẻ em ngồi thôi quý chị ạ. Để giống quý chị nhé, quý chị nào tham khảo dòng này thì alo cho em quen nhé. Em xin nhắc lại đây là Mitsubishi Outlander Premium sản xuất 2022 nha quý chị. Xe đi 19.000 km thôi. Giá bán em đang chào giá bán là 795 triệu nha quý chị nhé. Hỗ trợ vay ngân hàng chỉ cần trả trước hơn 300 triệu là nhận xe rồi. 795 là quý chị trả cho 330 là nhận được xe đó quý chị. 330 là tất đặt giấy tờ luôn quý chị ha. Quý chị tham khảo thì alo em qua số điện thoại 037 765 2627 nhé. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 thì Bình Phước, quận Thủ Đức. Em cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi hết video của em Quang. Xin chào và hẹn lại quý anh chị ở clip tiếp theo. Xe lên một xíu thôi. Rất là êm, nói chung là dòng này cách âm cũng khá là tốt đó quý anh chị.
Xe còn mùi xe mới luôn, thơm quá. Em xin tắt máy nha quý chị nhé.